Ngày 6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Dương đã tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia hội thi có 10 đội thi của 10 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã. Các đội thi lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm chào hỏi, kiến thức và trình diễn trang phục dân tộc, áo dài. Với mỗi phần thi, các đội đã thể hiện kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết của mình đối với nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Sự thể hiện sáng tạo, linh hoạt trong việc áp dụng cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn tại địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, các chị em phụ nữ cũng thể hiện được sự khéo léo, duyên dáng của mình trong các nội dung thi. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ xã Tân Dương, là dịp để phụ nữ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung cốt lõi, nhất là các chỉ tiêu, phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, các chương trình, đề án của các cấp phụ nữ, nghị quyết đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên các cấp hội phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, nâng cao kiến thức, phương pháp hoạt động hội, rèn luyện kỹ năng vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội một cách hiệu quả.